Quy kính chào các bạn nha. Hôm nay lần đầu tiên nông dân Quy chân đến đảo Ngọc. Sau lưng mình là một thiền viện trúc lâm có tên gọi là chùa Hồ Bắc. Mình sẽ đi vào đây quay cái dàn hình trong chùa tham gia. Đây là cái cổng chính bên ngoài chùa, mình sẽ đi vô bên trong. Đây là khuôn viên bên trong chùa nha anh chị em. Trời 3 giờ mấy chiều giờ vẫn còn đang nắng. Nên giờ mình đang đi vô. Đây, thạch ngọc màu xanh. Chùa này cửa đại giác. Trời, ngay chỗ đó nó chói nắng nhiều quá, chụp được. Thì mình sẽ đi lên trên. Trên này có mấy người ta đang chụp hình. Thì chút xíu mình lên trên mình sẽ quay xuống cho anh chị em xem. Nắng quá, nó chói. Đây là lên sân chính của ngôi chùa. Bên kia là ngôi đại hồng chung. Đây là cổng chính. Tượng Phật Quan Âm. Giờ mình đây quay ngược qua đây cho anh chị em xem. Đây, đây có cái bảng là Thiền viện Trúc Lâm. Đây, trước mặt đây là một ngôi vùng biển khá là rộng lớn nha anh chị em. Đi lên đây cũng khá là đuối. Cái bức hồ điêu này nằm dài dưới đây khá là đẹp nhưng mà chói nắng quá không có chụp hình được. Chút xíu nữa mặt trời lặn chút xíu nữa là dễ chụp hơn. Mình sẽ đi vô bên trong. Đây là chuông, đây là cái trống. Mình sẽ đi vô bên trong mình quay. Đây là cái mê kiển. Gốc rất là cổ thụ. Cây me. Đây là bước vô bên trong. Rất là nguy nga lộng lẫy. Khúc này mình sẽ không nói chuyện. Ở chỗ này cần sẽ yên lặng.
là phía sau. Nãy mình đi tới đó là mà đi lộn vô cổng sau. Nãy mình vô đây mới là cổng chính, nên là hậu qua viên. Đây là 18 Vị La Hán. Đây là tổ đường. Không thấy biển để là không cho quay. Vì ngược nắng là nhìn đẹp hơn là quay chói nắng. Đi chở ra. Đây là đài truyền hình An Ninh TV. Ta đang làm phóng sự gì đó. Cái này cái gì ngon quá ha.
giá không cả. Đây là mèo Âu Cơ với cha Lật Long Quân. À, bên đây là tượng trưng cho 5 người con lên rừng. Đây là 5 người con xuống biển, 50 người. Vô đó chụp đẹp á. Nhà máy đây. Chỉ có chùa này ha. Còn nhiều chùa thì mình chưa biết. Chùa này nó lớn nhưng mình biết chùa này. Quá thiệt luôn. Hello, chào các bạn nha. Nãy giờ mình đã quay sơ lược bên trong chùa Hộ Quốc, hay gọi là Thiền viện Trúc Lâm ở huyện đảo Phú Quốc. Nên mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn anh chị em đã xem và luôn đồng hành và ủng hộ kênh Nông Dân TV của mình. Hẹn gặp lại anh chị vào những clip tiếp theo trên chuyến hành trình để mà tham quan Phú Quốc. Thì đây là bữa nay là ngày đầu tiên mình đặt chân đến Phú Quốc nên mình chia sẻ cái tới anh chị em một clip đầu tiên. Đây là chùa Hộ Quốc. Thì mình xin hẹn gặp anh chị em vào những clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người. Dừng cái đi.